Tiếp theo chương trình là tin câu lạc bộ tài năng trẻ đoàn thị điểm tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị tổ chức dân hương tặng sách mừng đảng mừng xuân. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân nhâm dần 2022, câu lạc bộ tài năng trẻ đoàn thị điểm tỉnh Hưng Yên phối hợp với nhà xuất bản thể thao và du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị phát hành cuốn sách Kẻ thù vô hình Covid-19, tổ chức dân hương tặng sách tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Quái Châu, khu di tích lịch sử Kê Đa Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Quái Châu, tỉnh Hưng Yên, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên tháng 12 năm 1929. Sau nghi thức dân hương, đoàn đã tổ chức trao gần 100 cuốn sách kẻ thù vô hình COVID-19 cho hai khu di tích. Cuốn sách là công trình nghiên cứu, tập hợp nhiều bài viết có giá trị của nhiều tác giả trong gần 2 năm qua, nói về kinh nghiệm, những kế sách đối phó với dịch bệnh COVID-19 nói riêng, những kẻ thù vô hình nói chung trong tương lai. Nhân dịp này, anh Nguyễn Xuân Tuấn, chủ biên cuốn sách Kẻ thù vô hình Covid-19, chủ tịch Viện Khoa học và Môi trường đã ủng hộ địa phương 30 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình nghèo gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, vui Tết đón xuân nhâm dần 2022.